Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh của Nhung Nara, Cuộc Sống Trung Quốc. Tối hôm qua mới có một trận mưa nên là sáng nay ra đường á, lạnh ghê luôn đó cả nhà. Má đi lợn với lợn thì trái ăn phần. Phần đó mà buộc. Thời tiết hôm nay là 22 độ á, mà lại có sương mù nữa nên là khi mình chạy xe á, cảm giác xe lạnh đó cả nhà. Em phải mang thêm áo khoác chứ sợ bị lạnh á. Còn mẹ chồng em thì bà mặc áo mỏng lắm, mà bà nói bà không lạnh á, chắc có lẽ bà quen với thời tiết như thế này rồi, thấy bình thường á. Tại vì ở chỗ em á, đến lúc mà lạnh nhất á là xuống âm đến 2 độ á, nên có lẽ nhiệt độ như thế này đối với người dân ở đây á thì chỉ là mát mát thôi, không có xi nhê gì hết trơn á. Mà em ước gì á, thời tiết cứ như vậy thôi, không nắng cũng không mưa mà cứ se như thế này là được rồi. Đừng có lạnh quá mà cũng đừng có nóng quá thì sướng biết mấy ha cả nhà. Mà quên nãy giờ chưa nói cho cả nhà biết là hôm nay em sẽ đi đâu nè. Em đi theo ba mẹ chồng đi lên thị trấn để ép dầu mè á cả nhà. Số mè lần trước mà mẹ em gõ ra thì bà đi ép trước, còn số mè còn lại vẫn đang còn phơi á, cho nên là được bao nhiêu thì mình ép trước bấy nhiêu. Cả nhà cùng đi với em xem là ở đây người ta ép dầu như thế nào nha cả nhà. Là dầu ép xong rồi để vào đó. Là bên tư tạo hả? Là lát nữa còn phải thêm một công đoạn là phải bỏ mè vào cái máy rang ở ngoài này nè, là rang lên rồi sàng qua rồi mới đem vào ép nữa cơ. Bây giờ là tụi em phải ngồi để đợi một lát, đợi người ta ép xong cái hạt cải cho vị khách trước á, xong rồi mới đến lượt nhà em nè. Hả? Hơi tú mà.
你跟他说，然后他看这里也一样的，这是姓日。那是洛阳，洛阳的洛阳，六八七五，六八七五，六八七五，六八七五一七一，你看，那都知道，啊，那辆呢是什么的？ 6 8 7 5 1 7 1 Cha em vậy đó cả nhà. Nó đi đâu mà nó thấy ở đâu cũng vậy. Trên biển số xe hay là trên tường nhà người ta có ghi số, ghi chữ là nó thích lắm, nó đọc theo vậy á. Giờ thấy kiểu cũng thích đọc chữ, thích học mấy cái chữ cái rồi chữ số dữ lắm. Mà nhớ cũng rất là nhanh. Nhưng mà không biết lớn lên thì sẽ như thế nào đây. Ba, chơi cua sư sả? Chơi cơ sư cua mà. Ủa hàm mai à? Ui, thỏ ta. Ui, rồi cả nhà nhìn cái nồi nè. Ta! Bỏ em vô xào còn được nữa. Ghê thiệt. Sẽ bao nhỉ? Bánh gì? Bỏ gì cho gì? Như này. Như này. Nhu qua lại. Bây giờ nhiều. Chà sư nì. Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi á, thì cuối cùng cũng ép xong dầu hoa cải cho nhà cái cô này rồi. Đây là dầu hoa cải đã ép xong này cả nhà. Sẽ đổ vào cái nồi như thế này và nó sẽ lọc lại một lần nữa. Rồi ở bên dưới thì mở vòi như thế này, nó sẽ chảy cái dầu lọc xong rồi ra đây. Cái này là người ta ép dầu hoa cải nè. Mình phục cái cô này. Ép xong dầu nó đặc tẹo luôn các bạn nha. Nhóm lửa lên. Hả? 1斤多，2斤多。À, 2斤多. À, 1 ký là 1 ký mè, hơn 1 ký mè á thì ép là được nửa lít dầu không cả nhà. Trong cái lò đó để cho nó rang lên đó cả nhà. Cái đó là cái lò rang nha. Nha, người ta nhóm lửa nè, xong rồi đổ mè vô trong này.
Ở bữa nghe ba nói là thời tiết nó còn nóng á, người ta sẽ không có ép dầu. Bây giờ em mới biết là tại sao luôn á. Tại vì khi rang mè như thế này á, là cái lò nó rất là nóng luôn. Nên phải đợi cái thời tiết lạnh á, thì người ta mới đứng bếp người ta rang như thế này. Còn nếu mà trời nóng á, mà còn đứng cạnh cái lò như thế này là bốc hỏa luôn đó cả nhà, chị không có nổi. Rang tầm 15-20 phút á, là xong. Rồi bắt đầu phải bỏ cái máy sàn này sàn qua một lần nữa. Rồi bây giờ mới bắt đầu đi ép dầu này cả nhà. Nhận đâu pha là mai giao tả cho tua chủ nó tụt tao ăn rồi. Trong lúc chờ đợi thì mẹ chồng em có chạy ra tiệm tóc ngay gần đây này cả nhà, hết xong quả đầu cái nhận không ra mẹ chồng luôn. Đi sang nó đi mà bố sư tưởng cho thầy thấy to cho nên đeo dụng tạo cái chút chân chân tạo à à à không dùng tạo trà là lại mãi tung xíu và đưa tao mãi sợ. Cả nhà nó ép dầu ra nè, xong rồi chảy vô cái bình này và trực tiếp đổ ra. Ở đây có nhiều máy lắm, cái máy này là máy ép dầu mè riêng, còn cái máy bên này là ép dầu cải với lại dầu đậu phộng riêng. Quá. Đầu tư ghê ha.
我们家不吃，熊熊不敢吃呢。我也不敢，我也不太喜欢。那不是烫？花生酱比芝麻酱好吃。 花生酱比芝麻酱好吃点。有，你没吃过了。花生酱可香。Mẹ chồng em còn không biết là tương đậu phộng nữa đó cả nhà, còn không biết có tương đậu phộng luôn á. Để coi có đựng hết được hai cái bình 5 lít này không nha. Hai bình này là 10 lít à. Trơ lượng phiến chưa sử sân à? Trơ lượng phiến chưa sử sân là nắng pha quả mà. 妈，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 
mười mấy cân, là khoảng 5 cái mấy 6 ký ha. Để coi nó ép ra được bao nhiêu lít dầu nha.一斤芝麻十两油，嗯，好香啊！哇，这都会用吃饭大腿了。问问都特别吃了，你老精啊！<笑> 行啊，你帮我问问不错。完了。我拿2000多，那谁想有？想有完，那不是来买钱了，我是要打。啊，这才值50。老五十啊，钱凑不成，三四十多，老五十。啊，不到50。 Video hôm nay của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến và đồng hành cùng mẹ con em. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nhé. Bye bye.